Vâng, xin chào các bác đến với kênh xe đạp, và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua cao cấp mới nhất về tại cửa ngang, dòng Aster Galaxy, được trang bị bộ group full group của Shimano Ultegra và bộ vành cặp DT Swift cối nổ các bác nhé, máy cối nổ. Vâng, giờ sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc xe Aster Galaxy, chiếc xe có tông màu là đỏ đen các bác nhé, rất là khỏe. Đây một mẫu xe carbon, full carbon, khung càng và cọc yên. Mình sẽ lướt qua hình thức chiếc xe. Như giới thiệu đầu video thì chiếc xe được sử dụng full một bộ group của Ultegra các bác nhé. Chiếc xe rất thích hợp các bác mà đang đi tìm những chiếc xe carbon mà cấu hình khủng. Các bác sẽ báo size luôn, chiếc xe này sẽ phù hợp các bác là trên 1m7 các bác nhé. Size khá là cao. Khung carbon. Sẽ được trang bị với bộ vành cặp của DT Swift, bộ vành hiệu và mayer của DT Swift cối đổ các bác nhé. Đấy, quay nhẹ lên có thể nghe tiếng. Và đây là một chiếc xe chính hãng của Made in Taiwan. Bên dưới khung có một cái tem và một cái mã của Made in Taiwan, mã chính hãng của chiếc xe này. Và đây là một website chính hãng của chiếc xe. Xe được trang bị phủ đề của Ultegra, bộ phanh 3 mảnh của Ulte và đùi đĩa, gạt đĩa. Các bác có thể thấy full một bộ group của Ultegra rất là cao cấp. Rất hiếm khi em về một chiếc xe mà full một bộ group của Ultegra. Xe đi rơm sườn. Càng carbon. Nguyên zin đeo xe của Aster. Carbon nữa nhé. Xe được sử dụng trang bị bộ tay lắc cao cấp của Ultegra, 11 tốc độ. Và bên đĩa đây, 2 tốc độ bên đĩa. Cho các bác là 22 tốc độ các bác thay đổi. Đây là phanh trước. Vành và mayer trước của chiếc xe này cũng là của DT Swift các bác nhé. Căm thì căm lá hẹ. Căm lá hẹ. Giúp các bác đi xé gió hơn. Thông số lốp vành 700 và lốp là 25C, lốp rất thông dụng của dòng xe đua. Xe được đây, bộ group Ultegra 6008 của Japan các bác nhé, của Nhật. Bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao xe đứng của xe. Xe có size đứng là 55 các bác nhé.
và ngang là 53. Phủ các bác từ trên 1m7 đi với chiếc xe này. Với 11 tầng lít và bộ chuyển động full UNT Grand. May cối nổ của DT 6X. Xuống lít. Chuyển động rất là tốt. Nổ rất là đanh. Với đùi đĩa. Đùi đĩa 2 tầng của UNT Grand. Đúng đĩa, giáp đĩa của UNT Grand luôn các bác nhé. Và đây được bộ bê đan cá, xe được về với bộ bê đan cá của Shimano, rất là cao cấp. Vâng, và vừa review chiếc xe carbon với bộ chuyển động full của UNT Grand và bộ thành cặp của DT Swift máy cối nổ và bê đan cá cài giày Shimano về theo xe. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá là 25.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chỉ hết tiền và bảo hành 1 năm. Các quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh kia xe đạp và nhớ tích chuông để nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại hưởng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.